5:03 buổi tối, nhiệt độ bên ngoài là 34 độ C. Khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Trần Anh Quang, tiếp viên trưởng Nguyễn Hồng Nhung và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những ngày tốt đẹp tại thủ đô Hà Nội. Dear passengers, welcome to Noi Bai International Airport, Hanoi. It is now 7:54 p.m. The outside temperature is 34 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave infant seatbelts in your seats or return them to cabin crew by the aircraft door. On behalf of Vietnam Airlines, a member of the SkyTeam Alliance, Captain Trần Anh Quang, Purser Nguyễn Hồng Nhung and other crew members would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you and we wish you happy time in Hanoi.